Này em sẽ giới thiệu với mọi người một dòng mixer chuyên nghiệp. Một dòng mixer chuyên nghiệp mọi người. Thì dòng mixer này chưa sử dụng trong các là đám cưới nè, đám tiệc hay hội nghị, trong phòng thu âm nữa. Và hay nhất là những sự kiện những có quy mô nhỏ. Thì đây, em nói tên là mixer F18 ha. Một dòng mixer gọi là sự lựa chọn tối ưu á. Cho những ai mà đi những đám sự kiện nhỏ gì đó thì người ta hay là sử dụng em này. Thì em sẽ giới thiệu sơ qua em mixer 18 này ha. Một em mixer có tới 6 line kết nối line out ở đây. Có kết nối thu âm nè, loa. Đấy, đơn giản thôi, thì kết nối nó cũng rất là đơn giản. Có dây nguồn đây, cấp nguồn thì em đã cắm sẵn rồi. Ở đây em có một loa kéo này, em sử dụng cái đầu cái dây nó kết nối như thế này. Đó là loa kéo. Rồi, nếu mà hai đầu này á, thì mọi người kết nối với lại loa thùng lớn nè. Đó, tương xứng với các cổng còn lại như là thu âm, sử dụng trong thu âm á. Đây là các cổng thu âm nè, những cổng kết nối khác. Thì giới thiệu sơ em này nữa thì nó trên các hiệu ứng như này, đầy đủ các hiệu ứng cơ bản luôn, bát chùm kép nè, thêm cả giải tần số equalizer chuyên nghiệp, nếu cũng chỉnh các hiệu các tần số ở đây. Thì em này tích hợp thêm là 99 hiệu vang DSP nè mọi người. Có hàng hiệu gì đây không? Mọi người chỉnh á thì con số nó thay đổi nè. Rồi ok, về âm thanh á thì em sẽ mở âm thanh cho mọi người cùng nghe ha. Nếu đã lỡ yêu xin anh hãy làm nó mỗi khi em ước mơ lâu nay anh chẳng yêu ai như thế này. Sao không ngọt to tới em tặng anh nhận mặt tình yêu là sao cần say mình lại càng yêu em nói thật lòng vui cho em. Thì mọi người mà ở nhà có âm ly cũ á, mà âm ly lâu rồi sử dụng á, nó hay âm thanh nó được chuẩn á, em này đáp ứng được nhu cầu luôn. Mà anh em dùng em này nè, có thể nâng cấp được cái âm thanh âm ly lên luôn đó, cho âm thanh chất lượng hơn đó. Thì mọi người nhìn qua mixer có thể nó nhiều nút vậy thôi, nhưng mà sử dụng rất là đơn giản. Nó điều chỉnh các âm lượng nè, hay là các hiệu ứng dùng trong phòng thu âm để thu âm đồ gì đó. Thì sản phẩm này á, nếu mà mọi người mua thì có đặt hàng ngay ở dưới giỏ hàng bên dưới ha. Thì bên em bảo hành trong 12 tháng và một đổi một trong 7 ngày, mình có thể thoải mái gọi là test sản phẩm không thấy và trả hoàn trả lại bên em.